trong cái màn kiệt cạn kiệt này cũng là nó cạn kiệt lắm rồi bà con. Mình nói tới quá thì sợ bà con là lo quá, nên là tới là nó tới đó, chứ không phải là lưu đâu bà con. Sắp các nước luôn. Bây giờ nước Việt Nam mình năm nay là nó dữ dội, thiên tai là cái năm nay là thiên tai, lửa cháy chỗ thì nước khô cạn, chỗ thì nước ngập lên, cùng từ đầu miền Bắc mà cuối miền đất nước Việt Nam mình là mỗi Cà Mau đều bị hết các tỉnh. Bây giờ con suy nghĩ không có tỉnh nào mà không có cháy, tỉnh nào cũng có cháy, tỉnh nào cũng có, mà một tỉnh cháy mấy đợt á, phải một lần đâu. À, thì bây giờ đến đây cũng là hết, gần hết cái tháng 3 mà cũng cứ chỗ cô ở đây cũng chưa có mưa. Sáng này đó, ngày 19 này đó là hôm nay đó, thì cô cũng có là cho là các là tu sĩ và cư sĩ, các sư thầy trên núi và dưới chân núi cũng mười mấy cái thùng, mười mấy cái bồn đó, cái bồn ngàn lít đó, để chứa nước đó. Thì nói chung là bây giờ ở An Giang mình cũng khổ đó, rất là khổ nha bà con. Tuy rằng cái xứ nước ngọt nhưng mà trên núi rất là lấy nước khó khăn. Rồi bây giờ cháy là hẩm gài á, cháy bên núi Dài đó cũng một tháng trước cháy 3-4 lần rồi. Rồi mới hôm qua là cháy dòng qua bên núi Cô Tô luôn, cháy rất nhiều. Thì hôm nay đó thì cô cũng, nếu mà các mạnh thường quân gửi cho cô tùy duyên, ví dụ cô thấy chỗ nào khó khăn cần thì cô giúp chỗ đó. Thì khi mà cô giúp rồi đó, cô cũng quay YouTube lên, cô cũng gửi cho các mạnh thường quân cũng biết là cô làm những việc đúng, việc đúng người đó. Chứ không phải biết rằng bà con á, là cái đồng tiền làm cũng cực khổ lắm, nhưng mà cái gì cái lòng từ bi gửi cho cô làm việc thiện thì cô phải làm cho nó đúng, đúng mới có nghĩa, mới có là tình. Chứ còn mình á, nghĩ á, đồng tiền á, người ta làm cũng rất cực khổ, mà ta muốn gieo cái phước lành, muốn gieo cái duyên để sau này để là để lợi đức cho con cháu, hoặc là hiện tại kiếp này được thoát khỏi cảnh khổ, thì người ta mới nhín ra để làm việc thiện, chứ không phải là dư giả mà để mới có bố thí nha bà con. Cái này đó là các mạnh thường quân đây đó, nói chung là trong nước ngoài nước bây giờ làm ăn cũng rất là khó khăn lắm. Việt Nam mình khó, các nước cũng đều khó, mà thiên tai chiến tranh tất cả đều các nước châu Âu châu Á đều có đầy đủ, không thiếu một cái nước nào không khổ. Nên là bây giờ đó, cái đồng tiền này nó quý lắm, phải mình dùng cho đúng chỗ, đúng cái là việc người ta cần thì mới được. Bởi vì cô ở đây á, cô làm cái việc thiện này đó, cô cũng mong bà con cũng thông cảm và hiểu biết giùm cô. Cô làm đúng việc, chứ không khi nào mà cô làm cái chỗ cần thiết quá, quá khổ thì cô tới đó cô giúp. Chứ không phải mình đem cái đồng tiền của người ta, biết rằng người ta làm việc thiện mà người ta phải biết làm cái mục đích đó nó đúng và cái việc thì người ta mới vui. Đó, thì hôm nay cô cũng chia sẻ nên đi cho bà con, các mạnh thường quân của cô gửi tiền cho cô cũng nhiều năm nay, đã cùng cô là gửi tiền về để cô làm việc thiện các nhà, rồi là phát gạo, rồi bây giờ tới hạn hán khô thì tiếp tục bà con cũng gửi cho cô để làm tấm cây nước khoan cho bà con. Rồi tới đây thùng cũng không có, cái thùng cái bồn để chứa nước thì cô cũng tiếp diện cho các là tu sĩ ở trên núi. Đó, thì hôm nay cô làm tất cả những việc gì đã cô hồi hướng công đức cho các mạnh thường quân của cô, thì mong các mạnh thường quân cũng ủng hộ cho cô, thì mình sẽ làm một cái nhịp cầu yêu thương để giúp cho bà con mảnh đời khó khăn rồi khổ sở trong cái màn kiệt cạn kiệt này, cũng là nó cạn kiệt lắm rồi bà con. Mình nói tới quá thì sợ bà con là lo quá, nên là tới là nó tới đó, chứ không phải là lưu đâu bà con. Khắp các nước luôn. Bây giờ nước Việt Nam mình năm nay là nó dữ dội, thiên tai là cái năm nay là thiên tai nè. Lửa cháy chỗ thì nước khô cạn, chỗ thì nước ngập lên đó. Cùng từ đầu miền Bắc mà cuối
miền đất nước Việt Nam mình là mũi Cà Mau đều bị hết các tỉnh. Bây giờ con suy nghĩ không có tỉnh nào mà không có cháy, tỉnh nào cũng có cháy, tỉnh nào cũng có, mà một tỉnh cháy mấy đợt không phải một lần đâu đó. Thì bây giờ đến đây cũng là hết, gần hết cái tháng 3 mà cũng cái chỗ cô ở đây cũng chưa có mưa, à, tỉnh An Giang núi Cấm mình chưa có mưa luôn đó, nên là cháy hôm qua cháy quá cháy luôn. Cái sát bên đây nè, có đứa hỏi cô ở gần đó không, cô có sao nó không, cô xa cũng 7-8 cây số chứ không có gần, cháy quá cháy rồi sợ cô ở gần đó nên không có, cô nói không sao, cô không xa đó. Cô bà con thấy không, cái màn nó cạn kiệt rồi, cái bằng nó không còn cái gì mà nếu mình nói nữa đó, không còn cái gì để mà nói đó. Nếu mình nói quá thì bà con cũng nghĩ là hù dọa để cho người ta làm ăn, với hù dọa tối ngày, không có hù mà không, cũng không có dọa bà con. Đây là thương tình đồng đội đồng bào với nhau để lo cho nhau, để khuyên bà con tu đó. Thì mình tu đó thì mình được ơn trên che chở và các chư thần cũng độ mình, dù lửa cháy chỗ này chư thần thổi chỗ khác, là mình có tu thì mình được chư thần độ. Nên là cô cũng chúc cho các mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, Mô Di Đà Phật. Tiếp đây thì cô sẽ chia sẻ Phật pháp cho bà con để hiểu biết mình tu, không có nói dài dòng, không có nói sai dời, mà mình nói thực tế để cho bà con hiểu biết và tu tại đây và làm thực tế tại cái việc này, chứ không có nói. Thầy cũng nói đừng nói dài dòng tích xưa Phật nọ gì đó hen, không có nói nữa, không nói dòng dài nữa, mà mình nói thực tế và cụ thể đó, người ta mới hiểu biết. Thế về cụ thể thì mong cô Năm giảng chính những cái thực tế về cụ thể để cho bà con nhìn và rõ hơn. Đó, thì đó cô chia sẻ cái thực tế và cái cụ thể là như vậy. Đó, bây giờ bà con nhìn thấy, đây là cô nói thật sự chứ không có là chỉ trích cái tỉnh nào nha. Những cái vùng, những cái chỗ ít tu thì bà con thấy có thiên tai, thiên tai nhiều. Còn những cái vùng mà chỗ biết tu, biết hiền được thì nó đỡ một chút, nhưng nó cũng ảnh hưởng nhưng mà nó đỡ. Nên là cô phân tách cái chỗ này là thực tế và cụ thể cho bà con để biết, để mình gán, mình tu, mình ăn chay niệm Phật, mình làm hiền làm lành, để mình qua cái cơn chỗ mà thiên tai. Bây giờ trong cái Việt Nam mình đều trời, không có chỗ nào không có. Mà con thấy không, bây giờ gần hết cái tháng 3 rồi đó, đúng là cái tháng này mỗi năm là mưa rồi đó, mưa nhiều, bây giờ không có mưa. Mà cái chỗ của mình đang ở đây nè, thực tế là từ hồi tháng 10 trong năm tới giờ không có đám mưa. Con tính đi 4-5 tháng trời mà không mưa. Còn cái gì, cái hồ mà ô tắc, cái hồ ô tà sóc đó, ở tắc xa đó, cô Quêu nhà nướng Cấm mình đây nè, Chi Lăng này chứ không có xa nha. Là cô biết cái hồ đó là mười mấy năm trước là cô đi hành trình đấy ha, là cô mà xuống giữa cái hồ lướt cái đầu luôn cỡ 2 mét trở lên, mà con tính đi bây giờ cô Quêu đó là cái hồ đó được thực sự là chính xác là mình chứng kiến đây rõ ràng, chứ không có nói ở đâu xa giờ. Là lúc mà cô đi làm hành trình đó là mười mấy năm trước, lúc luôn đi ra giữa sông là lúc cái đầu mình luôn, bây giờ nó khô đó. Rồi cái ô tích xa đó, ô tà sóc đó là bên cái phía mà đi đường về bên một chút đó, ô tà sóc cũng khô luôn. Là cô đi tham quan rồi đó nha, cô mới thấy, là cô mới nói đó, chứ không phải như không mà cô không thấy cô nói đâu nha. Là bữa đó cô chạy xe chổng cô tham quan luôn, coi nó khô tới cỡ nào luôn, khô khoảng chừng 2 mét mấy luôn, cái mực nước cũ đó nó còn đó mà nó giật xuống đó. Nên bà con thấy đi, cái tỉnh An Giang mình cũng khổ chứ, cũng không có nước, nhưng mà còn được cái là nước ngọt, mình còn lấy dưới sông lên được, ví dụ nhà nào gần sông bơm lên còn được. Còn ở dưới Cà Mau đó, thì cạn rồi,
nếu lấy ở dưới sông lên cũng nước mặn, đâu có xài được. Nên là bắt buộc phải khoan giếng xuống dưới mới rút lên mới nước ngọt. Đó, nên là cả bầu trời thế giới đều tang thương. Tang thương đó là nói là tang thương là quá khổ, không còn cái gì mà để mình nói thêm nữa. Nên là cái chỗ này thì bà con gắng mà tu. Tu đây để qua cái cơn khổ, cái cơn đau, cái cơn bị loạn lạc, chứ không phải tu là thành Phật. Nha, bà con nên nhớ, không có thành Phật. Mình tu để cho mình thoát cảnh khổ, để có chư thần che chở mình, để mình không có bị tai ách, là mình được sống để làm cái người dân thôi. Nói cô nói đây là cụ thể, là thực sự, chứ không phải mà tu thành Phật đâu. Chưa, màn này không bao giờ tu thành Phật. Cô nói không có khi nào tu thành Phật. Màn này là cái màn mạt pháp, cái màn chúng sanh là nghiệp. Cái nghiệp chả còn chưa xong lấy đâu thành Phật. Mình tu để cho mình giải cái nghiệp, hết cái nghiệp. Chứ đâu có tu màn này mà nếu tôi đi vô công cốc, công hang, tôi ngồi tôi tu cho thành Phật. Không có. Bà con nên nhớ cái chỗ này, đang trả nghiệp và đang lãnh nghiệp. Tu để cho nghiệp chúng nó tiêu bớt, cho bớt khổ. Đó. Nên là mình gán tu để cho chướng nghiệp nó tiêu. Thì cái chướng nghiệp nó tiêu thì mình hết khổ. Thì mình hết khổ thì mình hưởng được ở cái vùng nước mưa. Thí dụ như chỗ này đang khô, cứ nhờ ông trời đám mưa xuống, mình hưởng được. Đó là mình biết tu, mình giải được cái nghiệp bớt, là mình hưởng được cái ân trên ban cho mình một chút phước đó để mình có nước mình uống. Nên là bà con phải tu là như vậy đó. Chứ không phải cô nói đây tu là thành Phật. Tu để giải nghiệp chướng và để ân trên che chở cho qua cái cơn loạn lạc này. Màn ba chiến chót này, phong ba, bão tố dồn dập tới, không phải là hết đâu ngang. Cô nói đây là còn nữa. Những gì cô biết, cô không có nói dòng do là lấy trong sấm giảng lý luận hết trơn. Nhưng mà cô nói đây là nhận được bề trên cho cô biết. Đó. Tới đây, nếu bà con mà biết tu giác ngộ làm hiền đi thì đỡ. Nên cô khuyên bà con phải gán ăn chay niệm Phật. Dù mình ở cảnh nào khổ, thế giới nào khổ đi, thì mình cũng phải nhớ cái câu niệm Phật. Và phải nhớ biết làm hiền làm lành. Dù ở chỗ nào khó khăn khổ sở gì, mình cũng phải tưởng nhớ Phật, để Phật che chở mình cho qua. Và mình làm hiền làm lành, mình không sân si, mình cũng không có đố kỵ dai, mình cũng không có tâm độc địa dai, là để Phật cứu mình trong qua cái cơn phong ba bão tố này. Tới đây còn rất là nhiều nữa bà con. Cô nói đây là sự thật. Bởi vì mình gán tu để mình kéo dài cái sự sống và cái sự yên lành. Chứ không phải mình tu kiếp này là thành Phật đâu. Bây giờ cái màn mạt pháp này, hỏi với bây giờ mấy đứa con nghĩ đi, chúng sanh nào cũng nghiệp chắc chồng luôn, mà mình tu để mình giải cái nghiệp không biết có hết chưa nữa. Gán tu để mà giải hết cái nghiệp, hết cái nghiệp rồi thì mình mới được cha mẹ cứu. Còn cái nghiệp còn dần dần đây, làm sao mà thành Phật được. Nên là cô khuyên bà con cứ tu đi, đừng nghĩ mình tu đây mình sẽ thành Phật, đừng nghĩ gì hết. Mình tu cho qua cơn khổ, qua cái cơn bão tố phong ba, qua cơn đây nè. Tới đây nè cô nói nghe, mưa xuống rồi con thấy đi, còn lốc xoáy, còn sập nhà sập cửa nữa. Bây giờ nắng chang chang, tới mưa xuống rồi còn cảnh lốc xoáy, rồi là sập, coi như là lốc xoáy mưa đó, mưa đá nè. Bây giờ mình không có mưa đá, chứ Đà Lạt mưa chết hết trơn cây cối đó. Rồi mình ở đây mình miền Tây mình mà có mưa rồi, lốc xoáy, dông gió, bão tố lên. Chứ không phải mà mưa xuống yên đâu. Nên là mình phải gán tu. Bây giờ hen, lửa cháy gừng gực, chỗ nào cũng cháy. Mà trong cái sấm giảng là ông Phật thầy ông Tây An nói rồi, trong quyển thứ ba đó, cháy núi Cấm, cháy dòng qua Bà Độ Ôm, cháy dài vô Cô Tô. Bây giờ cháy chân giống như chăng không? Cháy tới Cô Tô luôn đó, qua cháy núi Cô Tô đó. Đó. Mà có y chang trong sấm giảng đó. Cái sấm giảng là của ông Phật thầy,
chứ không phải là của Đức Thầy nha. Xong giảng xưa đó, quyển ba đó, có nói luôn đó. Bởi vì cô nghe khúc đoạn nó gọi cháy qua tới cô tôi trang trong sấm giảng ông Phật Thầy cũng nói rồi. Đó. Nên là cái màn này, những gì Phật tiên tri nói đạt đã thực hiện, thực hiện trong cái màn này, thực hành và làm lập y chang cái lời Phật nói. Nên bà con phải biết tới không còn xa đó, những lời Phật nói là tiên tri bây giờ có hết trơn rồi đó. Mấy nuôi cấm mình làm gì cháy mà chỉ dòng vào tới nuốt của tô bên luôn đó. Nên là trong sấm giảng truyền để lại là có rồi, thì những gì Phật nói đã bây giờ là phải thực hiện y như cái lời Phật nói. Nên là nó cận kề, không còn bao xa nữa, gán không là không kịp. Cô nói năm này còn khác thôi, chứ chưa có đói, năm tới mới đói. Tới mưa xuống rồi con biết dông bão tố rồi làm lúa lên nó cũng sập, nó cũng chỉ nó cũng dông nó đè sập, nó đủ mọi cách để mà lọc lừa thiên tai, để lọc lừa đó, lọc lừa những người nè không tu nè, những người tu nè, đó là sàn sải lọc lừa trong cái kỳ chốt. Trong kỳ chót này, nên là không có yên đâu, chỉ có tu thôi. Câu nói bà con chỉ có tu thôi, gán mà tu đi, gán niệm Phật, làm hiền làm lành đi. Niệm Phật là được Phật cứu đó, không có cái gì nữa. Trong bây giờ nói chung là cái màn này kết thúc, không có cái gì, không có gì mà để che chở, chỉ có Phật mới che chở mình thôi. Chứ mà làm hiền thôi, có nhiều đó. Nên là bà con gán làm hiền với niệm Phật cứ nhiêu thôi, chứ không có cái gì mà để cho dài dòng hết. Nó cạn kiệt cười, nó chứng sát một bên đích rồi còn cái gì nữa vợ. Thầy nó tu tắt đó, là bây giờ mình tu tắt nè cho mới kịp nè. Đó là niệm Phật thôi, chứ không có cái gì, không có cái gì mà làm cho kịp hết trơn á. Vì có câu là mẹo đã hết gồng ba dơ dặn, mới gồng ba dơ dặn. Hôm nay mới dơ dặn thôi mà con người mình tiêu điều muốn điêu đứng hết rồi. Dòng ba dơ dẫn à. Ừ. Em đã hết bằng dòng ba dơ dẫn khắp hoàn cầu địch lãnh cùng như. Đó bây giờ con thấy chưa? Y chang rồi đó. Những lời tiên tri của Phật nói là bây giờ đúng hết luôn. Lập là y những lời thầy nói, Phật nói. Khắp thế giới con biết giờ nó quấn ấu đả nhau bịch. Nó quấn với nhau luôn, nó quấn tơi tả bánh á. Rồi lớp nào thiên tai nữa, nó quấn rồi còn thiên tai nữa. Mình đây là thiên tai không à. À, mình còn là cái thiên tai, không không ai đánh mình, chú ca đánh. Còn bởi nó bị đánh rồi nó bị thiên tai nữa. Mình đây có thiên tai không mà muốn chết hết trơn, rồi sống không nổi. Bị đánh cái nữa chắc chết hết trơn quá. Nên là bà con thấy không, các nước có điều hết. Bây giờ mình nói mình kể ra không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Nói chung là thế giới thì bà con cũng thấy trên cái thông tin và cái tin tức đã biết hết rồi. Thì mình nói đại khái cho bà con biết thôi, chứ còn thông tin truyền thông bây giờ nó ai cũng biết hết trơn. Cả thế giới bây giờ là không còn cái gì để nói nữa. Bây giờ bên Trung Quốc ha, mới đây nè, là nó cuốn hết trơn người cái thành phố đó. Bây giờ là có bệnh đó nè, bệnh mới phát hiện ra nè. Rồi cô nói nè, tới mà mưa xuống nè, bệnh dịch. Bệnh dịch nè, rồi nó chết dài dài tới Tết, qua năm tới là đói. Bây giờ mình chỉ khát nước thôi, chứ chưa có bệnh. Tới đây mới bệnh, rồi tới nữa là mới đói. Nó còn gì luôn đó. Bởi vì bây giờ chỉ có tu thôi, chứ không có cách nào mà chạy đâu cho thoát hết. Không có chạy chỗ nào thoát hết trơn á. Giờ trốn chỗ nào cũng không thoát được. Chỉ có niệm Phật là thoát, với làm hiền. Mình nhớ nó gọn gàng cho bà con dễ hiểu đi. Niệm Phật với làm hiền nói nhiều đó thôi, chứ bây giờ mình nói dòng do tao đâu có hiểu. Đã cái màn này, cái màn vô minh rồi, chúng sanh nó bị vô minh, nó che mờ tâm trí rồi mà nói xa vời quá, đâu có hiểu gì đâu, đâu có hiểu gì đâu mà tu. Nó thực tế cụ thể luôn, có một cái niệm Phật chỉ làm hiền thôi, cho nó nắm rõ ràng, nó đặng nó tu cho nó dễ, thấy không? Nên là bà con phải gán làm hiền, ăn chay niệm Phật, cầu trời khẩn Phật, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sanh bớt đau khổ, đó là tu đó. Thì từ từ có thể ở trên cũng cho qua, chứ còn không thì tới đây mình phải nhận đủ, nhận đủ chứ không có đi đâu thoát.
cô nói rồi hả, mấy đứa con để đi đó. Cô nói cái gì hả, đâu có sai. Cô nói hồi cái năm ngoái đó, cái vụ mà của bậc hạ đó tới giờ, bây giờ kiếm mua của bậc hạ ta gửi mua giùm, cũng không biết đâu mua giùm, không luôn. Tự nhiên đang ta đang cho mầm cái cô nói tới đây không còn sử dụng của bậc hạ nữa. Thì bây giờ chăng không nói trước không à, không có để nói sau đâu. Những gì đó nói đó là cho biết trước luôn. Bây giờ tới đây bệnh nè, tới mà mua xuống mà con thấy bệnh. Bây giờ ở trên Sài Gòn nó có cái bệnh gì nữa, nó nói mấy nhỏ ở Sài Gòn mới nhắn tin cho cô đêm hôm, nó nói bệnh đó cô hay không, đâu có hay gì đâu, đâu có biết. Ở trên cũng nhiều ca chết rồi đó, mà nó nhắn tin người coi lướt qua hồi tối đó cũng có để coi gõ coi nói cái bệnh gì cái hả. Đó, chứ có rồi đó, thấy chưa. Bởi vì mới mưa có đầu một đám hay đám đó mà là có dịch rồi đó, bệnh dịch rồi đó. Bởi vì đâu phải mà mưa xuống mà yên thân đâu. Giờ dài ngày không có nước, thấy cháy. Tới hồi mưa thì nó lốc xoáy hả cô? Lốc xoáy. Giờ bệnh đường nào cũng không có tránh khỏi, chỉ có tu là mới tránh khỏi, có nhiều đó thôi. Bởi vì bây giờ mình nói ra để cho bà con hiểu biết, để mà niệm Phật với làm hiền. Mà nếu không nói á, thì chúng sanh bà con không biết như thế nào để mình làm được cái việc mà cầu trời cầu Phật đó. Nên nói ra cho bà con ở cái vùng sâu vùng xa đâu có biết. Nói chung là có người không biết niệm Phật đó, không biết niệm sáu chữ Di Đà đó, chứ đừng nói chi mà hiểu biết tới cái gì. Nên là nhờ cái lên cái clip đây thì mấy đứa con đưa lên là bà con mới nghe được và mới phát tâm niệm Phật, ăn chay rồi làm hiền làm lành đó. Người ta được xem cái clip này người ta mới biết ra, người ta mới tu, chứ không đâu có ai biết. Và mới dùng xa dùng sau có ai đi tới đó mà giảng đạo mà nghe mà biết nha. Nên là nhờ cái gì đó cô. Dạ rồi thì giờ trưa cũng tới giờ cơm 12 giờ mấy rồi. Cô cháu mình tới đây cũng tạm dừng clip này nha. Trước khi chấm dứt video thì mời cô Năm Mai gửi lời chào đến bà con. Thì cô cũng gửi lời đến bà con, cô bác trên cộng đồng và trong nước ngoài nước. Thì nói chung á, cô á thì mộc mạc, hiểu sao cô nói vậy à, không có nói gì sai giờ, với rồi cô không có nói trong sấm giảng nhiều được. Nên trong tâm cô phát ra là cô nói những lời đó, thì mong bà con hiểu và làm được thì tốt. Thì cô cũng kêu tu ăn chay niệm Phật làm hiền lành, chứ cô đâu có biết gì đâu, có nhiều đó thôi. Nên là cô mong bà con cũng gán mà hiền lành, ăn chay niệm Phật có bao nhiêu thôi. Cô chúc cho bà con trên con đường mình thực hiện đó, mình để làm một cái việc hiền, niệm Phật, ăn chay đó là được rồi. Trong màn cuối này đó, cô chúc cho bà con thành công. Mô Di Đà Phật. Thank you.